Katana xin kính chào tất cả các bác. À, bình thường bên mình giới thiệu rất là nhiều dòng những dòng cao cấp đúng không? Đây hôm nay sẽ có hai chiếc rất là bình dân mà bán rất chạy như các bạn nhé. Bên mình bán rất chạy và hai chiếc này là trong hai uh, chiếc có thể bán nói là bán chạy nhất của dòng dao cai tại bên mình. Đó là một chiếc San cử và một chiếc Nakiri các bạn nhé. Nakiri thì là dao đầu vuông đó còn San cử nó là dao đầu nhọn và hai chiếc này đều là dao thái nha các bác nhá. Các bác có thể tùy theo cái sở thích của mình để mà chọn là một chiếc dao thái hay là dao uh, dao thái đầu nhọn hay dao thái đầu vuông. Và đây nhá, đây là chiếc Santoku Cừ này, và đây là chiếc Nakidi nha các bác nhá. Thép của nó là thép SOS 420G2 này. Đó, cán được làm từ nhựa PP và resin nylon này. Đó, chiều dài của lưỡi là 165 mm, chiều dài của lưỡi cả hai chiếc này đều là 165 mm nhé Đây, 165 mm là tính từ cái chỗ này nhé các bác nhá, tính từ chỗ này cho đến cái phần này đó để chưa là 165 mm đó à chính xác nhé là từ chỗ này các bạn từ cầm dao cho đến phần mũi dao là 165 mm và phần cán dao nó sẽ dài là 14 cm nữa tổng chiều dài chiếc này nó rơi khoảng tầm 30 cm các bác nhé đó 30 cm dùng cực kỳ bóng cực kỳ thích cực kỳ sướng luôn thép chống gì tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm và đây là của hãng cai nhé hãng cai thì được thành lập từ năm 1908 đến nay được 116 năm rồi và thực sự luôn rất là uy tín luôn những dòng dao này nhá à, cơ bản ấy à quên 150 trăm một chiếc các bác nhé để chợ đấy các bác có thể sớp thoải mái luôn đó bên mình bán có 150 trăm một chiếc thôi bởi vì là thường giá gốc ở bên nhật họ bán là khoảng tầm hai trăm rưỡi đến 300 đó nhưng mà bởi vì mình nhập trực tiếp từ nhà máy cho nên là mình sale trực tiếp trên uh, online uh, cũng như trên video này để chợ 150 trăm năm cho một chiếc và bây giờ test luôn nhé test luôn độ sắc cho các bác xem đây, một chiếc dao cầm cái cán nhá, cái cán đúc rất là tinh tế luôn, rất là đẹp, cầm rất sướng nhá, không hề bị trơn. Đây các bạn nhìn kỹ cái cán này. Đó, và phần lưỡi này. Bóng đẹp cực kỳ luôn. Đây các bạn nhìn nhá. Đây, nếu như các bác về nhá, các bạn nhớ trải nghiệm bằng cách là test thử cắt giấy nhá. Rồi ơi Được chưa? Dùng rất thích luôn đây là chiếc dao thái mũi nhọn và nếu như bác nào không thích mũi nhọn nhá, thì các bác thể chọn lại mũi vuông thường ấy bên mình là các uh, chị em rất thích cái dòng mũi vuông này các bác thể tặng cho vợ một chiếc mũi vuông này nhé bởi vì um, cái này là kiểu mọi người dùng nó an toàn ấy thái rất là sướng rất thích luôn nhé hoàn toàn nó chỉ là một chiếc dao hết sức là bình dân nhé các bác nhé hết sức là bình dân đúng không nhưng nó lại là của thương hiệu cai một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm mình thấy thực sự luôn mình ký được hợp đồng với hãng để phân phối cái dòng này là mình thấy quá là ok bởi vì là các bạn sẽ được trải nghiệm dòng dao chuẩn Nhật mà lại chất rất gọi là gì chất lượng rất ok nhưng mà giá lại rất là hạt rẻ luôn đúng không đấy các bạn có thể trải nghiệm nhé dùng rất thích luôn 150.000 nhé bạn nào mà đặt hàng comment ở phía dưới hoặc có liên hệ với mình qua số hotline là 083 777 8386. Các bạn nhớ nhá, dao đầu vuông này. Được chưa? Dao đầu vuông này thì nó tên là Nakiri. Đấy cái này là để nhắc lại để các bạn đặt hàng cho nó dễ. Đó, dao đầu vuông thì là tên là Nakiri. Còn dao đầu nhọn nó tên là Santoku. Các bạn nhá, một trong hai chiếc đối với bác nào mà biết về dao nhật thì quá quá dành hai con dao này rồi phải dao thái đa năng còn nếu mà đối với bác nào chưa biết nhá thì đây mình phải giải thích lại để cho các bác có thể dễ gọi tên cho nó gọi là đỡ bị nhầm lẫn nha các bác nhá ok cảm ơn các bác đã theo dõi video này